Mùa này nắng nóng dữ quá, mặc dù đã có những cái biện pháp phòng hờ rồi, nhưng mà do không có ở nhà 2 hôm nên vẫn có một bé bị sốc nhiệt và mình không cứu được bé nó. Con buồn quá à. Sao mà con buồn? Con không có con nào chết hết. Mẹ nhớ xịt nước cho chúng nó nha mẹ.